Sau khi vào nhà thờ tổ để mà lại thỉnh cho rước sắc thần về quan thánh đế miếu để dự đại lễ hôm nay, thì đoàn xe bắt đầu chuyển bánh nha cô chú anh chị. Thank you.
thấy hết. Máy này nó thu hình xa lắm mà cũng không thu tiếng xa. Thu tiếng thu hình xa lắm. Dạ. Chỗ nào mà mình ấy chỉnh lại ha. Dạ đúng rồi, lên máy tính là mình ấy mình làm lại. Chỗ nào mình nghe. Dạ mình dựng phim lại. Là chỗ coi á, như là quay vậy là cả nước á, mấy chỗ một nước ngoài coi được hết. Ở đâu còn trên trái đất mình là coi được hết. Dạ. Nhất là cái vụ mà mấy người mà nói chuyện mà nó hơi tiêu cực đó là mình đúng rồi đúng rồi dạ dạ cái đoạn đó đang cho cái clip của mình nó sạch sẽ chứ mình đâu có ấy được. Dạ. Để làm cho nó tốt, nhiều ông lực sực ấy, kêu nhiều ông á đầu nước gì chạy nóng nảy lực sực kia đúng rồi mấy con già tái mày coi tôi là đồ hát kìa tạo giờ ông đi cái cọc lúc nào cũng nước coi nhẹ nước cũng luôn dần lão nghe đúng rồi nghe đái thì ngang đây cái cọc nào vậy má kia ba rồi đấy má chơi sức xì kìa. Đây là chợ đi mình đoàn thỉnh sắc của quan thánh đế miếu mình đi ngang chợ cầu kinh nha cả nhà ơi. Thank you.
hai nho hả? Ờ có tên nè, đúng rồi. Cống hai nho. Dạ đúng rồi. Dạ. Cống hai nho. Không có đi rồi. Ờ. Để chạy tua chở ra là có cái cầu sắt các cô. Ừ. Tới nơi cầu sắt ha. Dạ tới nơi cầu sắt rồi chạy thẳng tới cầu sắt cái chở là có cái ngã ba. Không, có nghe hai. Quẹo trên này là Tân Mỹ, còn quẹo xuống là Bình Phước Xuân. À rồi rồi rồi, chị Kim nhớ rồi. Kim cũng có đi đường này rồi nè. Dạ có. Ừ. Đi thẳng sắt bên Tân Mỹ. Có đi đường này không? Không, chạy tới ranh giới Tân Mỹ hà, chứ không có qua bên Phước Xuân mình. Qua tới Tân Mỹ hà, ranh giới Tân Mỹ thằng kia kìa. Ranh giới Tân Mỹ là trên giới là tòa đảo Chúa Giê-xu không có cô? Có thì cũng hai thứ đạo gì đó, ba thứ đạo. Đạo Phật nè, đạo Chúa nè, đạo Cao Đài nữa, đạo Phật Giáo Hòa Hảo nữa, Cao Đài nữa, tùm lum hết á, bốn đạo lận. Bốn tôn giáo lận. Không biết ở trong chỗ trong đình mà không biết có kêu tô con cụ tối nay hả? Dạ. Tối nay không đâu. Tối nay chỉ có hát văn nghệ thôi à, ca sĩ rồi về hát thôi chứ không có lô tô. Chuyện nào đoàn lô tô thì mới có lô tô chứ. Cái này cũng để thì mình diễn văn nghệ giao lưu thôi. Và đây là ranh giới hết của xã Mỹ Hiệp rồi cô chú anh chị. Bây giờ đến ranh giới giữa xã Mỹ Hiệp và xã Tấn Mỹ. Cái bà mà cầm cây quạt nhỏ.
luôn. Đâu về cầu nó cũng quẹo ra đó. Đúng rồi, chính xác. Sao con cũng rành quá vậy? Dạ là dạ nhà mà con cũng mới chảnh á, con đi rồi đó con. Hèn chi. Vui lắm vậy, con mở vô cái clip đó con coi là cho cũng tình trợ thủ vui lắm. Tình trợ thủ là đâu chim bắt đầu chim lửa. Mới quay xong mấy ngày nay nè. Kim đăng lên hết rồi. Ngày quay nào đăng con? Mai đăng. Dựng lại mới hết đẹp lắm, rộng rãi. Con đi đường bên kia nữa. Lên bên làng luôn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi vô mạnh vậy đó. Bạn vừa có rồi thấy mấy đỉnh cao khó đó. Vừa đi ra mảng, đi vào mảng là có tối hát một vị là có ông vua đó là ông vua đó là ông vua đó đi luôn. Vậy là cái đó hồi xưa này hay bây giờ không có nữa rồi? Có, xưa. Dạ. Bây giờ em quay là em quay. Qua nhiều mạng lên này trước đi rao bảng, rao bảng. Dạ. Cái đời có quê quê á. Trời em quay biết bao nhiêu định là chưa có cái vụ đó hồi xưa rồi quá. Cái đó. Dạ. Lâu cả 50 năm trước đó. Dạ. Hai con. Trường Công Thuận, trung học cơ sở. Bởi vậy những cái câu mà của tiếng Anh đó sử dụng nhiều nhất là gì, tụi con biết câu nào biết không? Hello với bye bye, hello với lại bye 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 bye, nước nào cũng biết hết trơn, cái nước nít nhỏ xíu cũng biết đúng không? Rồi còn bản nhạc nào thì cả thế giới đều sử dụng nhiều nhất? Nhạc tình, nhạc trẻ.
Happy Birthday. Nhạc Tấn hả? Nhạc cái bài Happy Birthday đó con thấy không? Sinh nhật của ai cũng hát bài đó hết trơn đúng không? Đó. Với lại là chúc mừng năm mới đó, Happy New Year đó. Không, em không có đợi. Trời ơi. Rồi cẩn thận nghe, thắng té. Vui chưa? Trời vui dữ chưa? Vui chưa? Vui dữ rồi đó. Vui dữ mới chịu à. Ê, chúc hello em. Không, ở đây ai tao cũng quen chứ. Tới nhìn nhìn kìa. Đóng ghe chị chờ bá lửa luôn. Đúng rồi, cái hãng đóng ghe nè. Này gì quá trời vậy ta. Bán cái gì? Hello. Tống lũ quỷ. Tống lũ quỷ. Sở dọc ra được kiếm kìa. Ừ. Lấy cái tay ra. Cái này là đường đường xóm nè. Cái này là theo đường, này là đường đường dọc theo xóm. Đường Ngô Quan. Đường tới chợ. Chợ này nó nhỏ xíu. Kêu là chợ gì? Chợ Ngô Quan. À. Vậy là chợ Chồm Hổm rồi. Nếu là chợ nhỏ là chợ Chồm Hổm. Chợ bán 2 tiếng đồng hồ. Bán có chút xíu à? Bán chút xíu à là hết rồi. Rồi bà con mình có con cá bó rau cũng đem ra bán đúng không? Đó. Cái gì cũng đem bán. Có ai có cái gì đem bán cái đấy. Bữa nay có thì bán, ngày mai không có thì nghỉ. Chợ đó hình như là nhóm chiều là nhiều chứ nhóm sáng mà chút xíu à. Vậy cũng được mà. Ai làm biến chị ra chợ lại đó. Cái bướm này, cái bướm này, cái bướm này, cái bướm bự nè, nè 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 nè. Trời không ai thấy. Cái đó không thấy rồi để già luôn á. Dễ gì. Rồi cái đu đủ cong 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 nè, đó trái đẹp không. Ôi đứng lên đó. Cái này là đường đan dọc theo thôn xóm cả nhà ơi. Bà con ơi ra coi cúng đình nè. Chị má. Chị hello mấy đứa nít kìa chị. Hello. Hello. Quay dính mấy đứa luôn. Để cho lên luôn rồi, cho lên luôn rồi. Sao bị bắt á. Chướng nữa. Cơ sở làm nhang cả nhà ơi. Hello. 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 Chị. Quen các bạn luôn. Đi gặp ai hello nha. Rồi xong. Nhà sàn đẹp quá trời luôn. Đó. Nói về sông nước miền Tây An Giang mình đó cô chú anh chị thì là rất nhiều nhà sàn. Ủa sao nó kìa. Nhiều bến đò mà cũng người dân mình ở đây cũng thích nhà sàn hơn nữa. Chạy gỗ. Chạy gỗ này hình như là nhà con. Ê.
Ơ nhà bác Chiến à? Thì đó nhà bác Chiến. Tấn Mỹ đó là bà con mình đặt bàn hương án ở ngoài nhiều lắm. Dạ. Cái đó là cũng là một nét đẹp. Dạ. Hello chú. Không thấy gì hết trơn.
có cái bằng tốt nghiệp. Con học với chị nghĩ. Ai nói vậy? Tại sao không chịu học? Rồi làm biến học rồi. Tại là không nổi. Học không nổi. Chương trình khó quá theo không nổi. Đó, trường cấp 3. Nguyễn Văn Hưởng. Nguyễn Văn Hưởng. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng, cả nhà ơi đẹp quá. À nãy mình đi bên này, à nãy đi bên kia thì thấy thánh thất cao đài bển kìa, giờ đi bên này nhìn qua cũng thấy thánh thất cao đài luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Cô đã chống kén lợi lắm cô, rất là đẹp. Ờ biết rồi, thánh thất cao đài ở Long Kiến mà chị Kim cũng vô quay mấy lần là đẹp lắm. Cao đài thì trang trí đẹp lắm. Trường mẫu giáo đâu? Đây hả? À, trường mẫu giáo Mỹ Hiệp. À, phải nói là ở xã Mỹ Hiệp mình á, à, đường đi rất là đẹp nha. Bằng phẳng không có gồ ghề nè. Tuyệt vời cả nhà ơi. À, trường A Mỹ Hiệp cả nhà. Trường tiểu học A Mỹ Hiệp đây. À, và khu vực này là ấp Văn Hóa, ấp Thị. Ấp chung à. Thank you.
Hello. Ở bụng luôn
này thấy nước đá mà trời. Nước đá mà chạy sao. Tới quán trà sữa 193. Rồi tới nhà mày kìa, mày phúc xuống đi. Ủa cái bụi bông gì, bụi bông gì? À bông hậu gà. Đỏ chói nha. Quán trà sữa 1993 kìa con. Dính hết rồi, dính hết vô đây hết luôn. Ngoài bờ sông nha cả nhà ơi. Đi xuống mình câu cá uống trà sữa luôn. Bán chậu. Dạ vậy hả? Một nữa là vườn xài không à. Quá. Vườn xài dữ dội. Bởi vậy Cù Lao Viên mình cũng là cái khu du lịch. Dạ khu du lịch. Cho nên là bà con mình muốn tìm về cái khung cảnh màu xanh. Dạ. Đoạn giữa còn Tân Mỹ đoạn trên còn Bình Sơn đoạn dưới. Dạ. Vậy là ở Cù Lao Viên mình mấy xã anh? Ba xã. Ủa có ba xã thôi hả chứ không có Tấn Lợi, Tấn Mỹ gì hả? Sơn, ba xã. Không có Tấn Lợi, Tấn Mỹ gì hả? Không có Tấn Lợi hả? Không, Tấn Lợi là áp chung đó. Tấn Lợi là áp. À Tấn Lợi là áp. Vậy là ở Cù Lao Viên mình có ba xã thôi. Ba xã. Ba xã Cù Lao. Dạ ba xã Cù Lao. Vậy là không chừng là em thấy nhỏ hơn Cù Lao ông trưởng à. À Cù Lao thì đó. Cù Lao ông trưởng tới 5 xã lận mà. Phải Cù Lao trưởng lớn. Dạ. Nhỏ hơn Cù Lao ông trưởng. Dạ dạ vậy mà nội cái ở đây có ba xã mà chạy cũng mệt rồi đó. Chạy cũng vòng vòng cũng xa. Mà chưa giáp nữa. Dạ. Còn nhiều lắm. Dạ. Nhiều tiếng đường chứ. Đi không dạ, đâu. Dạ. Là tại vì đường xóm nhiều, đường xóm đường đan vậy nè cho nên mình không đi giáp hết được. Dạ. Mấy còn cái trong đường trong á đường có đường nhựa đó mà nó xài lá nó hơi chặt. Đường, dạ. Xài dạ. Xài túng bự gian dạ. Gì mà nè. Xài quá xài đi không được. Dạ. Năm 2023 vào 3 ngày 22, 23, 24. Rồi xuống đi, lấy ghế leo xuống mấy đứa ơi. Tỉnh sắc đã đến thờ Dương Công Phủ. Dương Công Phủ. Bên nào có bên. Chưa quay đầu quay nước mà kêu muốn chạy khô ngoài dưới ở nhà sợ nhớ
ơi cha. Dạ dạ. Vui. Là Dương Thần Tổ là lễ cúng ông đó, là ngày mùng 3, mùng 4 tháng 10 âm lịch hàng năm. Mùng 3, mùng 4 tháng 10 âm lịch hàng năm. Dạ, dạ. Con nhớ, để con về con vô sổ. Hình như có hôm trước có gặp lần nào. Dạ, hôm trước năm ngoái con có quay, con đến đây con ghi hình một lần rồi. Dạ. Dạ, con có trong chai đây rồi. Thì hôm nay ngày 22 ngày lễ hội Quan Thế Âm Quân, chúng con là ban thế tử Linh Thành xã Mỹ Hiệp thì cũng đến phủ Hội Dương để thỉnh tiền hiền về Quan Thế Âm Quân để dự lễ hội 3 ngày. Thì chúng con cũng là trưởng tộc cho phép chúng con làm lễ. Thay mặt trong ban lễ hội Đình Thần cảm ơn trưởng tộc Hội Dương vô làm lễ.
3 tiếng. Em xin qua anh chị. Nhạc đàn đá ca. Thank you.
Thank you.
Thank you.
những sắc thần đi ngang lập bàn hương án vậy đó, mình cầu nguyện với gian giấy cầu nguyện linh thiêng lắm á, sắc thần nghe được luôn á. We'll be right back.
bữa nay thì ngày 22 tháng 6 năm 2023 và ban tổ chức hội tề trước nữa là xuống đây thỉnh tổ đoàn nghệ thuật tuồng cổ Bắc Bộ, thì đoàn Thái Bình về đây trước nữa cầu cho quốc thắng an mưa thuận gió hòa. Tôi không lấy chi đền đáp mà tôi chúc được hai ông ban tổ chức hội tề, hai ông cả là 14 chữ vàng tốt đẹp. Tôi đa tài, đã lộc, đa phú quý, đất thờ, đất thế, đất nhân tâm, nhà nhà hai ông cả dùng tủ cho tôi. Hôm nay tôi cũng trình bày luôn nữa là lễ lộc. Thì chương trình hai ông cả thì ngày nay là đêm nay là mình đã hát cho để mình cúng là quan thánh. Thì trong đêm nay là mình làm hai cái cuộc lễ, nhất đại bội sau cùng lễ tam thánh. Và hát tam thánh thì phải có lễ tam thánh, đó làm lễ tam thánh là cúng ông đó. Rồi sau cùng là hát luôn là tuồng lưu kim đính để gia thành Hội Châu. Thì hôm nay thôi cuộc lễ này đã xong, thì nhờ hai ông cả cũng bưng khai trường hợp cho anh chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.